Hi, welcome back to my channel. Start scared go. Okay, meet the Smith. Let go. Come on, like, say, so I hold you. Thank you so much. I can finally get out of this place. I need to find help.
que voudrais de chao grané chantechu. Thank you.
Sợ khó luôn. Oh my God. Là bị lag khi các bạn di chuyển ở bên tay phải này, mà bên tay trái các bạn di chuyển tiếp thì nó sẽ bị lag và hai luồng nó sẽ tấn công nhau. Ok, vậy thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Slenderia, The School. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 8 món đồ. Khi đó thì các bạn sẽ sử dụng 8 món đồ đó để lắp vào. Và đó thì sẽ có nguồn điện để mở được cánh cửa trên tầng 3 này. Có rất nhiều bạn cũng đã theo mình từ cách đây khoảng 5-6 năm cho đến bây giờ vẫn đang còn theo dõi mình. Mình xin cảm ơn và mong được sự ủng hộ tiếp tục của các quý vị và các bạn. Ok, thank you.
có một mẫu thôi là các bạn sẽ hoàn thành được cái này và mở được cái này ra, và tiếp tục các bạn sẽ có chiếc chìa khóa để tiếp tục tiến sâu bên trong ngôi nhà ma này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Reeves.